giúp cho chúng ta để vượt qua tất cả các cái chướng gì mà tu hành. Nhưng mà chúng ta tu hành ở trên thế gian này mà không có cái lực của nhiều gia vị đó thì chúng ta không thể nào tu được. Tại vì cái lực của ác ma thì rất là lớn, cái sức của chúng ta thì giới hạn, cho nên phải cho vào cái lực của con người của ta để tu. Thì cái điều thứ hai mà Ngài Phổ Hiền phát điểm mà nhắc cho chúng ta là cái người mà chấp pháp thật thà, cái người đó thì tu không qua được. Còn cái người mà hơn thua phải trái đó thì cái người đó tu được. Cho nên chúng ta thấy ở trong đạo tràng những người mà hơn thua rất giỏi đó thì những người đó là tu kém. Còn những người mà hiền lành không nói gì hết nhưng mà tự vực thành lực tại đây để thấy tất cả những người mà biết nói mà siêu tu thì người đó lại có kết quả tốt, họ thành công ngoài cái sức tưởng của con người. Thì cái này chúng ta biết được là đạo. Như cái tánh của chúng ta đó là nhu hòa, tức là nhẫn nhục và nhu hòa. Tại vì cái hạnh là nhu hòa đó là cái hạnh của Đức Phật dạy. Người mà không có cái hạnh nhu hòa thì không tu được. Cái người mà cương trực thì tu được. Thì có những người mà tu hành thì chúng ta nghĩ cái này cũng đúng thôi chứ không phải là sai. Nhưng mà sai là sai pháp. Tức là cái tấm cương trực, cái tấm thẳng thắn. Cái người thẳng thắn, cái người cương trực á, thì họ thấy những cái gì mà không còn thấy cũng phải chấp nhận được. Nhất định phải nói và phải làm. Nhưng mà trong cái lúc đó, cái tấm cương trực, cái tấm thẳng thắn chúng ta á, nếu mà kèm theo được á, cái huệ của Như Lai Gia Bị Tuế thì cái này được. Còn vì cái tấm cương trực và thẳng thắn chúng ta á, mà chúng ta chưa có cái huệ của Như Lai, cho nên chúng ta không thấy được cái này. Tại vì chúng ta chỉ thấy được ở bề mặt của nó mà chúng ta không thấy được bề trái của nó. Chúng ta thấy cái quả mà chúng ta thấy được cái nhân. Cho nên cái thẳng thắn của chúng ta đưa tới cái chỗ sai lầm và tạo quả báo thì trở nên phá pháp. Cho nên chúng ta thấy bề mặt có thể đúng nhưng mà về sau của nó là trái. Tại vì ta thấy ở trong đời này nó gây khó khăn cho người kia, nhưng mà ta không thấy được đời trước đó, là người kia đã từng gây khó khăn cho nó. Tất cả mọi việc xảy ra trên cuộc đời này, những cái Phật nó đều có nguyên nhân của nó hết. Nhưng mà cái điều quan trọng là các Phật tử chúng ta không thấy được cái nguyên nhân. Không thấy được nguyên nhân mà chỉ thấy cái quả báo không á, thì cái này không nên được. Cho nên khi mà thấy được cái nguyên nhân gọi là cứu tận chư Phật thực tướng rồi này, thì lúc bây giờ đó, chúng ta nói không có sai lầm. Còn chỉ thấy trong hiện tại mà không thấy trong quá khứ thì sẽ nói chúng ta sai lầm. Thì vậy đó, mà những người cương trực, những người thẳng thắn thì thường hay gặp những cái thất bại nếu không kèm theo được cái huệ của Như Lai, tức là không thấy được cái quá khứ. Nên trên bước đường tu, Thầy thì thường hay quan sát cái tình hình. Tại Thầy thấy cái bất hợp lý cuộc đời này nhiều quá. Tất cả những cái gì xảy ra đều bất hợp lý đó. Tức có cái nào mà chúng ta thấy hợp lý, hợp tình không? Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta dễ bất mãn. Bất mãn với cuộc sống hiện tại, bất mãn với những người thân của chúng ta. Bất mãn hơn, kể cả ở trong đạo. Ta thấy nó hợp lý. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Cho nên có người họ thưa với Thầy thế này. Họ nói là đại diện cho Phật giáo ở trong Quốc hội cử ra ba hòa thượng, và Thượng Minh Châu, và Thượng Định Siêu, và Thượng
Kim Ngân Tử. Thế là ba ông cụ này là trên 80 tuổi hết rồi. Nhưng mà cử ra nó làm đại biểu Quốc hội mà không bao giờ đi họp, không hợp lý chút nào hết. Thế nên các Phật tử nghe như vậy cũng ở bên Thiên Chúa Giáo đó thì người ta làm đúng hơn. Thế nên một ông già trên 80 tuổi, một linh mục là trên 50 tuổi và một linh mục nữa đó, thì trên 30 tuổi, thì như vậy người ta có ba thế hệ nối tiếp nhau hợp lý. Còn bên Phật giáo mình đưa ra ba ông già trên 80 đó mà không nằm hợp nổi hết thì lại không hợp lý. Thầy nói là thấy như vậy là không phải thấy đạo. Nên tất cả những cái gì nó không hợp lý, cái hợp lý của nó bên trong nó phải thấy cái đó. Cái sắp xếp của con người nó khác, mà sắp xếp của tạo hóa nó khác, mà sắp xếp theo luật nhân quả khác. Thì là ai cũng nghĩ nó là tốt không phải cho mình, nhưng mà trên thực tế không mấy ai làm được gì. Phật pháp chúng ta nó có những cái thời hưng và nó có những cái thời suy, nó có thời hưng và có thời suy. Thành ra cái thời hưng thì cái trường hợp đó có các Đức Phật ra đời, có các vị Bồ Tát ra đời, có các vị Thánh Tăng ra đời. Thành ra các Đức Phật, Như Lai, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng ấy, thì họ ra đời là trong lúc đó, mặc dù tuổi của họ còn rất là trẻ trên cuộc đời này, nhưng mà cái sức thông minh của họ và cái năng lực của họ gánh vác được thực sự cái chuyện này chưa thông chứng. Ta phải nhìn, ta thấy như vậy. Nhưng mà cái khi thờ si đó, thì cái trường hợp đó các Bậc Thánh Tăng có. Thậm chí các Hòa Thượng già chết đi mà không có người thừa kế cái chuyện. Ta phải thấy cái đó. Tại ta nghĩ đó, trước nó không có, mà người ta tạo nên có được. Rồi bây giờ đã có sẵn rồi mà sao lại người sao không giữ được. Tức là được học hành, được đào tạo cẩn thận, nhưng mà không làm được gì. Cái điểm này là cái điểm quan trọng chúng ta phải thấy, thấy bằng chiều sâu của nó. Tại vì trên thực tế đấy, bây giờ đó, thầy cái tuổi sắp đủ 65 tuổi rồi, còn tháng nữa là 65 tuổi rồi. Nhưng mà thầy nghĩ là 60 tuổi thầy nghĩ là gì? 60 tuổi thầy nghĩ vậy. Cái này là cái tâm nguyện của thầy là như vậy đấy. Đâu phải thầy muốn làm. Nhưng mà thực á, thì cái yêu cầu của xã hội đâu có thể còn. Đây là cái thực mà nói. Phải nhìn xa thế mà 60 tuổi mà chưa chịu nghỉ. Ở ngoài ta 60 tuổi ta về hưu. Còn bây giờ 60 tuổi mà chưa chịu nghỉ, mà tới 65 tuổi chưa nghỉ nữa. Một mình mà ôm hết tất cả các cái chức vụ. Nếu mà trong đạo không thì đã đứng đầu ba cái ngành quan trọng. Làm trưởng ban trị sự của thành hội đây là một cái thành phố mà lớn nhất và đông dân nhất của cả nước ta này. Đó là một cái việc đó. Làm trưởng ban hành pháp cho giáo hội luôn cả bốn nhiệm kỳ rồi cũng chưa nghỉ. Ai làm chi lâu dữ không? Đây sự thật. Nhưng mà nếu ta nhìn vào cái chiều sâu đó thì ta thấy bây giờ thầy nghĩ được chưa? Cái điểm này là điểm quan trọng. Cái bố trí mà mô hình đó, cái này là quan trọng lắm đấy. Còn nhiều người chúng ta không thấy được chỗ đó thì phải là cái nghịch lý ở trên cuộc đời. Là cái nghịch trên cuộc đời, nhưng mà cái thuận ở trong đạo, cái thuận ở lòng người. Cái điểm này là cái điểm quan trọng. Thấy được cái điểm đó đó mới là phải gọi là thấy đạo. Thì như vậy đó, cái thẳng thắn của chúng ta là chúng ta phát biểu, nhưng mà phát biểu ra đó, nhiều khi lại có hại hơn có lợi. Mà ai có hại hơn có lợi đó, thì quả báo tới với chúng ta chắc chắn là không thể tránh khỏi. Tại cái đúng về mặt ngũ hình nhưng mà sai về mặt vô hình. Đúng với cái
con người chúng ta, nhưng mà nó sai đó ở trên cái mặt tạo hóa, mà sai trên kia lên thì tội nặng hơn. Cho nên cái chỗ này là vậy, thiên cơ bất khả đầu tâm. Thiên cơ tức là cơ trời, cái này là trời sắp xếp như vậy rồi, tạo hóa sắp xếp như vậy rồi, tự nhiên nó đã như vậy rồi. Bởi vì ta muốn cải đổi cái này này thì quả báo tới với ta thôi, chắc chắn không ta thật là nên cái thấy của chúng ta khác hơn, tức là cái thấy đúng hơn. Thì cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Cho nên tất cả các Phật tử đó mà thẳng thắn thì cái này tốt, nhưng mà nên cân lại cái này. Nên thầy thì tâm tư thẳng thắn, nhưng mà tự xét ra lại thấy ở trong cái lý đạo nó chưa hợp, thì cái chỗ này chúng ta không. Thế nên chúng ta phải chấp nhận cái thực tế. Rồi trong lúc đó chúng ta nỗ lực, chúng ta tu hành ấy, thì nó thay đổi cuộc sống chúng ta và thay đổi những người chung quanh chúng ta. Cái này là cái thay đổi về đạo đức, cái thay đổi về tri thức, cái thay đổi về tâm linh ấy, thì ở ngoài này là nên thường ở chỗ này là thầy hay nói bóng phân, bóng dưới gốc chứ không phải bóng trên lá. Mặc dù ngày nay thì người ta có cái cách là bóng phân, bóng trên lá, bóng trên lá cây ấy, để cho cây nó đáp nhanh, nhưng mà như vậy nó không thọ. Bóng là dưới gốc của cái này mà nó, cho nên cái cội đức của con người này, đó là trên cái bước đường tu của chúng ta, là tất cả các tự nhiên cần. Thế bây giờ có tánh ôn hòa, học kinh Pháp Hoa mà không hiểu nghĩa, nên ngồi suy nghĩ thường trú Pháp Thân. Cái câu này là câu rất mạnh. Ngồi suy nghĩ thường trú Pháp Thân. Ngồi suy nghĩ này là một cái gọi là tĩnh tâm. Thành ra trong đạo tràng chúng ta tu được là có tĩnh tâm. Thành ra tĩnh tâm 15 phút, hay là tĩnh tâm 30 phút, hay là tĩnh tâm 1 giờ. Cái này là tùy theo hoàn cảnh chúng ta mà ta có ngồi. Thành ra ngồi suy nghĩ chứ không phải là ngồi thiền, nghe nói ngồi thiền là ngồi không như vậy cũng được. Ngồi vô niệm thì này khác rồi. Cái ngồi thiền của Pháp Hoa chúng ta đó là ngồi suy nghĩ. Ta nên ngồi là suy nghĩ. Suy nghĩ về lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà chủ yếu chỗ này nè, là Đức Phật dạy chúng ta, Ngài cũng hiện dạy chúng ta là nên suy nghĩ về thường trú Pháp Thân của Đức Phật. Cái này là quan trọng. Cho nên nghĩ, suy nghĩ về thường trú Pháp Thân của Đức Phật là gì? Cho nên tất cả các chùa này, mỗi một lần tụng kinh thì thường hay niệm câu Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, Thập Phương Thường Trú Tam Bảo là cái gì đây? Nên suy nghĩ Đạo Phật Pháp Tăng ta gọi là Tam Bảo. Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, nhưng mà Phật Pháp Tăng Tam Bảo Thường Trú này tức là cái sự sinh hoạt của giáo hội chúng ta đây nè, ta gọi đó là thường trú tam bảo rồi. Thường trú tức là hiện hữu, cái thường trú này là cái hiện hữu, nó không phải là cái quá khứ, mà nó không phải là cái tương lai, mà là cái hiện tại. Tức là niệm cái này nè để chúng ta suy nghĩ làm sao mà Phật pháp còn tồn tại đến thế gian này. Khi chúng ta niệm cái câu đó là ta niệm như vậy, tức là suy nghĩ làm sao để cho Phật pháp còn tồn tại trên thế gian. Mà Phật pháp tồn tại cái này là gì? Nó tồn tại ở trên hai dạng. Nó tồn tại trên hình thức và tồn tại trên lòng người. Cái điểm này là điểm quan trọng. Tức là làm sao mà thường trú tam bảo này nó tồn tại ở trong lòng người, tồn tại trên hình thức. Trên hình thức thì các Phật tử biết rồi, tức là chúng ta có một cái chùa như thế này, chúng ta có chư tăng tu hành này, chúng ta có tủ kinh ở trên chánh điện, cái này là tam bảo, cái này cũng gọi là tam bảo thường trụ hay là thế gian thường trụ. Thế nên cái thế gian thường trụ tam bảo này, tức là còn
năm tu hành. Nhưng mà như vậy cũng chưa đâu. Cái này là có cái hình thức, còn cái hồn của nó rất quan trọng hơn. Cho nên người tu theo Pháp Hoa là nhắm một cái hồn. Cho nên là thầy thường hay nói là ngôi chùa tâm linh. Cho nên ngôi chùa tâm linh có nghĩa là gì? Người ta còn nghĩ tới chùa, tức là quần chúng còn nghĩ tới chùa không? Cái này quan trọng. Nên đối với thầy đó, cái trường hợp ngôi chùa vật chất đó, cái đó cần, nhưng mà người ta nghĩ tới chùa đó, cái này còn cần hơn. Nên trong đời tu này thầy chỉ nghĩ tới làm sao cho họ còn nghĩ tới chùa, cái này cho thầy nghĩ tới xây chùa. Mà xây chùa là xây ngay trong lòng người. Thế nên mọi người còn nghĩ tới chùa thì chùa mới có sức sống. Còn mọi người mà không còn nghĩ tới chùa mà còn chùa đó thì chùa không có sức sống nữa. Đây ta gọi là chùa quan. Nó chết. Thế nên ta nhìn ta thấy nhiều cái tổ đình này mà không có người đi lễ bái thì ta biết chùa này sức sống không có. Cho nên cái quan trọng nhất của chúng ta đây là cái sức sống của đạo. Mà sức sống của đạo là mọi người còn nghĩ tới đạo, tức là mọi người còn nghĩ tới Phật, mọi người còn tìm hiểu những lời dạy của Đức Phật, mọi người còn sống hòa hợp với nhau và tu hành. Ba cái này những cái tam bảo. Anh thấy cái tam bảo này đó, Kinh Quan Nghiêm đưa một cái chỗ đồng thể tam bảo, tức là tam bảo ở trong lòng người, tam bảo ở trong cuộc đời. Tức là mọi người còn thương tưởng tới nhau. Nếu mà mọi người không còn thương tưởng tới nhau thì cái này đó là cái thường trụ tam bảo biến mất. Tại vì tâm là hòa hợp, thanh tịnh và hòa hợp, ta gọi là thanh. Thí dụ trong đạo tràng chúng ta đây, nếu mọi người thương yêu giúp đỡ từng bậc với nhau để tu hành ấy, thì cái trường hợp này nó sẽ là hòa hợp đầy và thanh. Cái này trong quan trọng nhất. Chứ còn một người ngồi một góc không ai nhìn nhau, không ai nói chuyện với ai là hết rồi nữa. Cái trường hợp này có cũng như không, tức là mất cái tính thần thức ở trong giáo hội, trong đạo ta. Thì như vậy coi như là sụp. Tức là chùa còn, tăng sĩ còn, nhưng mà không còn hòa hợp, không còn thanh tịnh, thì cái này coi như không còn. Có như không? Không có còn hơn có cái này. Đấy, chúng ta thấy. Thế nên cái thứ hai là cái trường hợp mà thường trụ pháp bảo, tức là kinh lên trên đó còn, nhưng mà các Phật tử còn đọc không? Còn đọc, còn tụng. Tôi nói còn đọc còn tụng, nhưng mà tụng đọc như con két vậy, biết đó. Ngày nào cũng lên lãi nhãi như vậy đó, nhưng mà không bao giờ để tâm tới cái lời dạy sâu sắc ở trong kinh và ứng dụng trong cuộc sống của mình. Thì cái này đó, có kinh cũng như không có, có tụng cũng như không tụng. Nên tu suốt đời cùng kiếp họ được cái gì? Siêu năng tu như vậy thì thực chất là đi vào được. Cho nên cái hồn của pháp bảo biến mất, tức là kinh còn đó, người tu còn đó, nhưng mà không tu cho ra hồn. Cái chỗ này nó thường nó thầy nghe ta nói, tức là tu cho ra hồn. Nên tu sao tu cho ra hồn đấy, tức là cái tấm lòng của chúng ta, chúng ta tha thiết, chúng ta hết lòng để mà tìm hiểu trong đó giữa kinh với ta nó có cái gì đó mà quan hệ và nó giúp cho ta. Cái này có cái hồn. Nhưng trường hợp chúng ta tụng kinh mà ta có cái độ cảm sâu sắc đó, thì cái này nhất định có kết quả. Còn cái độ cảm chúng ta không có đó, thì coi như là không rồi. Thế nên tất cả các Phật tử thầy nhắc cho là cái khi chúng ta tụng ít hay tụng nhiều không quan trọng, nhưng mà cái độ cảm của chúng ta, cái độ cảm tâm của chúng ta, cái này quan trọng hơn.
mà cái đủ cảm này không có thì coi như không có, gọi là không có hồn. Không có hồn mà còn cái xác không thì vô nghĩa rồi. Nên điều quan trọng nhất là cái thường trụ pháp bảo đó. Tức là cái con người mà hết lòng tu niệm để đạt kết quả. Còn thường trụ Phật bảo, nên thường trụ Phật bảo tức là từ pháp mà sanh ra Phật. Cho nên từ pháp mà sanh ra Phật, đây là tinh thần Kinh Pháp Hoa. Theo tiểu thừa thì là gọi là Phật Pháp và Tăng, tức là Phật ra đời trước rồi nữa Phật đã mới nói pháp, rồi nữa nói pháp để dạy cho chư tăng, chư tăng nhé nương theo pháp của Phật mà tu hành. Cái này là Phật Pháp Tăng là tu. Nhưng bây giờ chúng ta tu hành theo Kinh Pháp Hoa là ngược trở lại. Ta có nói là Kinh Pháp Hoa là mẹ sanh ra tất cả các đức Phật. Nó mẹ sanh ra các đức Phật là cái nghĩa sanh. Bởi là khi mà đức Phật chưa ra đời thì này pháp vẫn có, pháp này pháp thường trụ. Chẳng qua là đức Phật tìm ra được pháp thôi. Tức là đức Phật tìm ra được chân lý, chứ không phải là đức Phật là cái người mà đặt ra chân lý này phải không? Tức là chân lý là có sẵn muôn đời, pháp là chân lý, là quy luật. Tức là cái quy luật tự nhiên. Mà ở trong cái quy luật tự nhiên của nó đó, Kinh Pháp Hoa gọi là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như quả, như thị báo, như thị bản mặt tu cánh, gọi là thập như thị. Đức Phật tìm ra được đó, cái Kinh Pháp Hoa là tìm ra được cái thập như thị này. Cho nên chúng ta chỉ thấy được cái giả tướng bên ngoài mà ta không thấy được tướng chân thật của nó bên trong. Cho nên chúng ta biết một và chúng ta biết mười. Cho nên chúng ta phải thọ ba pháp, còn Đức Phật thấy không còn sót bất cứ cái gì nữa. Cái này gọi là pháp. Cái diệu pháp là chỗ đó, cái phần pháp khá ra. Tức là thấy được. Cho nên Đức Phật là cái người mà khám phá ra được pháp. Khám phá được pháp cho nên thành Phật. Vì vậy đó mà người ta nói là pháp sanh ra các Đức Phật. Thế nên nếu không có cái pháp này đó, thì cũng không có Đức Phật. Đấy là sự. Cho nên Phật là gì? Phật là trí tuệ để thấy được các pháp. Phật là Phật huệ để thấy được các pháp. Cho nên khi nào chúng ta tu hành và phát lên huệ, thấy được các pháp thì biến các pháp trở thành pháp thân thường trú. Cái pháp thân thường trú là chỗ đó. Tức là biến các pháp làm thân của mình. Thành ra cái huệ của Đức Phật sanh ra pháp thân. Thế nên các pháp là nó đã như vậy rồi. Nhưng mà bây giờ đó, cái người có trí tuệ biến các pháp làm pháp thân của mình. Thế nên thực tế nhất mà các Phật tử hiểu là cái ý nghĩa này. Thế nên bây giờ Thầy nói là ví dụ như trường hợp Thầy đi. Thế nên như cái trường hợp là Thầy là cái người mà tu hành. Khi mà tu hành rồi đã tìm ra được tất cả các cái pháp mà trong lúc mà mình tu đó, thì bây giờ tất cả các cái pháp này đã được thuyết ra. Thuyết ra cho nên là tất cả các Phật tử đó, họ nghe Thầy thuyết pháp rồi họ phát tâm và tu hành. Họ phát tâm tu hành tức là họ làm theo Thầy. Thì bây giờ đó, Thầy làm hay là các Phật tử làm đều như nhau một cách đó. Thế nên các Phật tử làm cũng như Thầy làm. Thì cái pháp thân là như vậy. Cho nên khi có một Đức Phật ra đời, cho nên Ngài thuyết pháp giáo hóa tất cả các chúng sanh. Cho nên tất cả chúng sanh là đều sống ở trong Phật Pháp và tu ở trong Phật Pháp và chứng cũng ở trong Phật Pháp. Thì tất cả những cái này gọi đó là pháp thân của Đức Phật. Cái pháp thân của Đức Phật. Cho nên pháp thân thường trú tức là tồn tại trên thế gian này. Cái pháp thân nó tồn tại ở trên thế gian này, cái này gọi là thường trú. Thành ra ta ngồi ta suy nghĩ như vậy rồi.
Cho nên khi mà ta ngồi ta suy nghĩ như vậy rồi đó, thì ta tu hành thế nào đấy, ta phát hiện ra được. Cho nên ta phát hiện ra được khi ta giáo hóa một người, ta giúp đỡ cho một người trở về với chánh pháp, tu trong chánh pháp, thì liền biến người đó trở thành pháp thân. Cho nên bây giờ ta phát hiện rồi, ta pháp thân, thì cái tu ta đúng nhất đó, là tập hợp được tất cả mọi người, chứ không phải là đẩy mọi người đi xa bên ta. Chỗ này nữa là đại thừa khác với tiểu thừa. Cho nên tiểu thừa tiêu cực, cho nên tiểu thừa tiêu cực khi tu hành nữa là chúng ta tránh xa hết tất cả mọi người, tìm cái chỗ yên tĩnh cho chúng ta, thì cái chỗ này là tiểu thừa. Cho nên tự cô lập quá mình thôi, tự tách rời ra khỏi cuộc sống. Thì cái chỗ này nữa bảo là con cá bắt bỏ trên khô nữa, thì nó không dùng dãy được nữa, chứ nó chết thì nó khô rồi. Thì như vậy nó không phải là đạo, mà các vị tổ sư thường bảo là của một và than nguội, cái của một và than nguội vô dụng, tức là không làm ác được thì nó cũng không làm thiện. Mà như vậy là gì? Tức là chúng ta hủy hoại Phật pháp. Cho nên chúng ta làm cho Phật pháp chết đi. Con cá bơi lội trong nước sống như vậy, ta bắt ta bỏ lên khô, tức là không bơi nữa, chết. Ta nên Phật pháp mà ẩn tu như vậy đó, là làm cho Phật pháp nó biến mất ở trên thế gian này, chứ không có trong con người. Có trong loài người ta thì coi như là Phật pháp quậy nhiều. Đây chúng ta nên thấy, nên ngồi suy nghĩ đó rồi đó, thì bây giờ tất cả các vị Bồ Tát nó ra công giáo hóa chúng sanh. Cho nên ra công giáo hóa chúng sanh để cho Phật pháp cửu trụ, để cho thường trú pháp thân còn. Cho nên khi mà thầy ngộ đạo chỉ có mình thầy thôi, nhưng mà nhờ cái ra công giáo hóa đó, trên 30 năm đó, thì bây giờ đó, cái pháp thân này đó, nó được lớn rộng ra đó, có đến cả mấy vạn người. Cho nên ra tới mấy vạn người, nhưng mà vì đó, nó là pháp thân, cho nên ở tại Việt Nam người ta cũng tu, mà qua bên Mỹ người ta cũng tu, mà qua bên Âu Châu người ta cũng tu, ở đâu cũng tu. Nên nhiều thầy họ nói sao thầy dạy đệ tử hay quá, thầy nó ở bên Tây, bên Đức, bên Mỹ, nhưng mà nó vẫn nghĩ tới về thầy. Thậm chí có những thầy họ bực, thầy chưa có đi qua bên Mỹ, nhưng mà nhà Phật tử nào cũng có để cái hình của thầy. Rồi đó, thậm chí đó, thầy ở bên Việt Nam, mà bây giờ đó, ở bên Mỹ nó tổ chức sinh nhật rồi nó đem nó để cái hình thầy lên đó. Nó chúc cái lạ luôn. Nó chúc thầy, nó chúc cái hình nữa. Nó thưa bạch trên hình. Đó là thường trú pháp thân. Cái này là trong lòng của người ta, nó tồn tại trong lòng người ta nó quan trọng. Còn tồn tại trên hình thức đó, thì khi tập hợp lại thì có, là chia tay rồi mất. Còn cái pháp thân của Đức Phật là ở ngay trong lòng người, dù Đức Phật có trên cuộc đời hay là không có trên cuộc đời, cái này vẫn tồn tại. Cái chánh pháp đó là gì? Thành ra ta duy trì là duy trì cái niềm tin của con người đối với Phật pháp. Cái này còn là Phật pháp còn, dầu Phật còn tại thế là Phật nhập diệt. Cái điểm này là cái điểm mà quan trọng nhất. Thế bây giờ Đức Phật nhập diệt rồi đó, nhưng mà cái lòng chúng ta còn nghĩ tới Phật, thì giữa ta mới thấy còn liên hệ với nhau chứ, đâu cách biệt. Các Phật tử thấy cách biệt, nếu có cách biệt đó là vì do chúng ta chưa ngộ đạo. Chỗ này Đức Phật gọi là ngũ ẩn nhân gian, nó tự cách chúng ta ra. Hỏi cái gì làm cách chúng ta ra đây? Đức Phật nói là sắc thọ tưởng hành thức, năm cái này nữa là ngăn chúng ta ra, ngăn ta giữa ta với Phật. Bây giờ trên bước đường tu ta phá năm bước mặt sắc này, thì cái trường hợp này tự nhiên ta với Phật thông thành một cõi, một thế giới. Nên trên bước đường tu ta là gì? Cho nên ngồi suy nghĩ về thường trú pháp thân, phải suy nghĩ cho ra cái này. Ta ngồi ta tĩnh tâm suy nghĩ, con sẽ ân cần hiện hình dạy bảo, làm cho thấu đáo tu
của kinh quan sát chúng sinh như là biểu thủ. Tức là con sẽ hiện hình, tức là ngày phổ hiện nó sẽ hiện hình ra, tức là hiện ra gì? Tức là hiện ra phổ hiện Bồ Tát. Cho nên hiện ra phổ hiện Bồ Tát, hiện ra con người đầy đủ quy đức. Cho nên trên đối tượng tu của chúng ta, cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta ngồi, ta suy nghĩ như vậy rồi đó, thì phổ hiện Bồ Tát sẽ hiện ra. Bây giờ ai có thấy phổ hiện Bồ Tát chưa? Nên phổ hiện Bồ Tát là phổ hiện được. Cho nên có những người đó, người ta thấy phổ hiện Bồ Tát hiện ra được, người ta cởi voi đi trên mây ấy, thì đó là phổ hiện đó, mây đó, phổ hiện đó, phổ hiện tưởng tượng. Người ta ngồi nhắm mắt lại thấy phổ hiện cởi voi đi trên mây không dính gì cả, thì tưởng rồi, trở thành ra tưởng tượng. Là cái người tu này cũng phạm phải sai lầm, tưởng tượng đâu thực tế. Nhưng mà cái phổ hiện lực, cái gia vị tới cho ta, làm cho chúng ta thấu đáo được chuyện này. Cho nên khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy rồi, ta suy nghĩ như vậy đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta thấy có những người đồng tình với ta, có những người thiện tri thức với ta, làm cho cái câu chuyện này sáng tỏ thêm này. Đó là thiện tri thức. Cho nên phổ hiện này tức là thiện tri thức, những người đồng hành, đồng nguyện với ta, họ trao đổi với chúng ta, họ góp ý chúng ta, những cái kinh nghiệm của ta và kinh nghiệm của người làm cho vấn đề này sáng ra. Trên bước đường tu của thầy là thầy nhận những cái này là. Tức là một mình ta chưa chắc là đúng, cho nên có những bạn đồng sự, đồng nguyện, bây giờ mới họ lại trao đổi. À, tôi ngồi tôi suy nghĩ tôi thấy thế này, thầy ngồi suy nghĩ thấy như vậy, thầy kia ngồi suy nghĩ thấy vậy, tất cả những cái này ta tổng hợp lại, ta tổng hợp tất cả những cái suy nghĩ lại để mà chúng ta thấy được cái sự thật chứ, cái nào đúng cái nào sai, cái này là chắc nhất. Còn phổ hiền mà cỡ voi đi trên mây thì chuyện đó giữa ngài và ta có dính líu gì nữa, cái này có cũng tốt thôi, nhưng mà không có không sao. Làm sao ta có những bạn trí thức cũng ngồi suy nghĩ giống như ta, ngồi suy nghĩ giống như ta rồi đấy, lúc bây giờ mới phát hiện ra chứ. Thế nên cái điều quan trọng nhất đây là trên bước đường tu của chúng ta đó, thầy nói là kết thúc bằng câu gọi là quan sát chúng sanh như là biểu thủ. Cái này là đúng nhất. Nên suy nghĩ về pháp thân, muốn làm cho pháp thân tồn tại trên thế gian thì phải coi tất cả chúng sanh là pháp thân, tất cả chúng sanh là quyến thuộc. Cho nên ta xây dựng quyến thuộc thì ta mới thấy rõ trong kinh Đức Phật dạy Bồ Tát thì phải có Bồ Tát quyến thuộc. Do đó mà ta xây dựng cái quyến thuộc chúng ta cho thánh thiện thế này. Nếu không có quyến thuộc thì ta không làm được như gì hết. Cho nên dù chúng ta có giỏi đến đâu ta không làm được việc đó. Cho nên Đức Phật khác hơn Đức Chi Phật là được rồi. Cho nên Đức Chi Phật cái hiểu biết cũng giống như Đức Phật, nhưng mà vì Đức Chi Phật không có quyến thuộc, cho nên Đức Chi Phật không làm được việc. Thế bây giờ thầy hiểu biết Phật pháp cũng giống như tất cả các thầy khác trong chùa này trong cả, nhưng mà thầy làm được việc, những thầy khác không được việc là vì thầy có cái đạo tràng pháp qua gọi là quyến thuộc. Đây là thực tế. Cho nên thầy có cái đạo tràng quyến thuộc đây, cho nên thầy làm được việc. Còn những thầy khác chưa làm được việc là vì chưa có cái quyến thuộc. Tại sao chưa có quyến thuộc? Tại vì họ không coi chúng sanh là quyến thuộc của họ. Ta không thấy chỗ này. Ta nên nếu nó là quyến thuộc của mình thì mình thương nó, mình lo cho nó, mình chăm sóc cho nó chứ, từ bước nó trưởng thành. Cho nên cái quyến thuộc trưởng thành cái này quan trọng. Ta nên Đức Phật Thích Ca nói đáng lẽ là gì là thành Phật rồi đó. Đức Phật Di Lặc phải thành Phật rồi, nhưng mà vì cái lý do quyến thuộc của Đức Di Lặc chưa trưởng thành cho nên ngài không thành Phật. Cái quyến thuộc của Đức Thích Ca trưởng thành cho nên Đức Phật Thích Ca thành Phật. Cái này này trên cuối cùng
Thành ra Phật đã thành, Phật sẽ thành là cái nghĩa này. Tức là cái quyến thuộc của chúng ta đó, mà khi thuần thục thì chúng ta thành Phật. Nên trên cái bước đường tu này đó, chúng ta thấy này. Đầu tiên đó là ta quan sát hết tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc ta. Thế nên làm quyến thuộc ta thì ta phải lo chứ. Thành ra tất cả các Phật tử đó, ai mà có con, có cháu, có anh em dòng họ mà không lo cho nó trưởng thành nữa, thì nó sao đấy? Cho nên ta lo cho con chúng ta mà nên người thì chính sao người ta nhờ người đó không? Con chúng ta hư hỏng chúng ta mới chịu. Tất cả các chúng sanh là quyến thuộc ta mà chúng sanh đau khổ, chúng sanh quậy phá thì cái trường hợp này ta chết với nó. Cho nên cái xây dựng chúng sanh tức là xây dựng Phật pháp. Ta gọi là thành tựu chúng sanh là thành tựu Phật pháp, thành tựu chúng sanh là tối thượng cũng dường. Cái chỗ sai chúng ta này. Phần nhiều là tất cả các Phật tử có bao nhiêu tiền của đó là mua bánh trái cứ đem lên dân cúng cho Đức Phật trên chùa, nhưng mà không bao giờ lo cho chúng sanh, không bao giờ thành tựu chúng sanh. Cho nên chúng ta phải thọ cái quả báo rất là lớn là bị chúng ta phá pháp. Cái này chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên có nhiều người họ thường nói tôi cái điều này. Cho nên cái bà đã đi chùa mà kêu kết muốn xin kết lạ luôn này. Nó hỏi sao? Đi xe xích lô của ta từ bên chợ Hòa Bình để đi qua đây. Anh nên trả 1.000 đồng. Trả 1.000 đồng thôi. Có bao nhiêu tiền để cúng chùa hết. Thì như vậy cái ông xích lô này nè, ông nghĩ cái bà này đem tiền đem đi cúng cho chùa cả 100.000 đồng này, nhưng mà trả không có 1.000 đồng, mà ông là cái người phục vụ, cho nên cái ông này để trở thành ghét chùa. Ông này trở thành ghét chùa. Thì như vậy đó, ta xây dựng một cái chùa nhưng mà ta làm cho người khác ghét đó. Cái điều quan trọng nhất là ta phải làm sao cho mọi người thương chùa và mọi người bảo vệ chùa. Cái này chính đó là trên số điều tu. Cho nên nhé, bây giờ cái chùa chúng ta nó cũ, nó rách, nó mục, mà ta lo cho tất cả chúng sanh ấy, thì nó nên chúng sanh ấy, nó thấy cái chùa cũ rách mục thì nó thương cái chùa này, nó thương cái ông thầy này để sống nghèo khổ vậy mà lo cho mình, cho nên nó thương. Nó thương thì nó bỏ tiền ra nó xây chùa này. Còn ngược trở lại đó, bây giờ đó ta xây cái chùa cho nó tốt đi rồi đó, mà cái đám dân chung quanh chúng ta nó nghèo đói đó thì đã tới nó sẽ gỡ từ miếng ngói để nó bán xong. Ta có xây tường mấy lớp thì nó cũng tháo gỡ hết. Cái này sự thật. Cho nên xây dựng cái từng người cái này. Cho nên cái dòng đai tình thương là một cái dòng đai an toàn nhất ở trên thế gian này. Các Phật tử nên thấy như vậy. Cho nên Đức Phật có một cái dòng đai tình thương rất rộng, bao một ngày, cho nên ngài an ổn nhất trên cuộc đời này. Thế là sự thật. Còn cái trường hợp xây dựng cái ác nghiệp cho người ta thù oán, như trường hợp Tần Tiểu Hoàng, rồi khi chết rồi chung cả chục cái mồ khác nhau, không biết cái mồ nào là mồ thiệt của ông ta. Tại sao vậy? Ông ta sợ nên họ sẽ đào mồ. Đào mồ lên đến cho nên phải giấu. Thấy rồi. Xây được vạn lý trường thành để ngăn chặn. Làm bao nhiêu chuyện lớn nhưng mà lại mất lòng dân. Làm mất lòng dân thì cái này là cái khổ nhất. Nên cuối cuộc đời của Đức Phật thì nằm đó mà tất cả trời người đều cung kính cúng dường đảnh lễ. Còn cuối cuộc đời của Tần Tiểu Hoàng ấy, thì còn sống đó mà nhìn thấy cây cột cũng là sát thủ, bình hoa cũng là sát thủ, tất cả cái gì sát thủ. Cho nên lúc nào ông cũng thủ thanh kiếm ở trong thân. Thậm chí cái người mà hầu cận ông á, ông giật mình, ông tưởng là sát thủ, cho nên ông
chém luôn. Cho nên khi thì ông chém đừng qua, khi thì ông chém kỳ cục, khi thì ông chém người hầu cận. Cho nên những người hầu lúc bây giờ rất sợ là phải được hầu Tần Thủy Hoàng. Ta thấy này, đối với ông ta cứ linh hồn, còn Đức Phật chúng ta thân thật. Tây Đức Phật có một cái dòng rào tình thương chung quanh Ngài đã quá lớn. Đấy là sự thật. Cho nên nghĩ nó là quyến thuộc, cho nên người ta xây dựng cái quyến thuộc chúng ta cho nó trưởng thành. Khi nào quyến thuộc chúng ta trưởng thành, khi nào quyến thuộc chúng ta thành Bồ Tát Đạo, thành Phật, thì chúng ta là Phật đương nhiên. Cho nên Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát không làm Phật, tại sao vậy? Tại là tôi mắc lo cho những người khác làm Phật trước. Thế nên mọi người làm Phật hết rồi tôi sẽ làm Phật sau cùng. Ngài Văn Thù dễ thương. Không làm Phật. Người ta tôn Ngài nên làm Phật, không chịu đâu. Chưa, tôi còn lo cho hết tất cả biết phụ tôi làm Phật cái này. Tôi làm thì dễ rồi. Nhưng mà lo cho mọi người làm Phật. Mà khi đó mọi người làm Phật hết đó, thì cái trường hợp này Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nó sẽ làm Phật của tất cả các Đức Phật. Lo cho những người chúng ta trưởng thành trước. Cái đó là điều chính. Cho nên nó tu theo kinh Pháp Hoa khác hơn gì hết. Tại vì cái xây dựng quyến thuộc là chính để ngồi suy nghĩ rồi đấy. Thế bây giờ đó, tới cái thứ ba mà chúng ta học thêm. Cái câu thứ ba của Ngài. Những người mà hạ liệt. Hạ liệt là dở. Những người mà hạ liệt đó là liệt là yếu, hạ là thấp. Những người dở trên cuộc đời này, nãy đó là người thượng, người trung, bây giờ tới người hạ, hạ liệt. Muốn trì kinh này, cho nên hạ liệt cũng tu, cho nên hạ liệt cũng tu Pháp Hoa. Chứ không phải là thượng căn, thượng trí không, hạ liệt cũng tu được. Muốn trì kinh này mà không có thầy tận tình chỉ giáo, bây giờ không có thầy. Tại sao không có thầy? Tại vì bây giờ mình căng tánh hạ liệt. Căng tánh hạ liệt là mình hiểu, ưa hiểu sai lắm. Và ưa pháp hiểu linh tinh. Cho nên ít ai muốn nói với mình. Thế này sự thật. Thế nên bây giờ tất cả mọi người chúng ta đây đó, có ai thích làm bạn với những cái hạ liệt? Những người hạ liệt đó là những người mà nghèo đói, bệnh hoạn, ngu dốt, hung dữ. Ai thích làm bạn với người này? Sợ chết. Các hàng thinh văn nhị thừa sợ lắm rồi. Sợ chết đi. Nhưng mà Phật thì cũng sợ. Thế nên Phật giáo hóa những người này sợ. Nên tu theo nhị thừa, tu theo kinh Pháp Hoa là giống mình. Tại vì ở trên thực tế đó, Đức Phật nói là cái chúng sanh đó ngược lại này là dễ giáo hóa. Thế nên bây giờ ai cũng thích làm bạn với những người giàu có, những người sang trọng, những người thông minh, những người quyền thế. Thế nên giàu có, sang trọng, thông minh, quyền thế thì cái này nữa, ai cũng muốn kết thân được. Cái này sự thật. Dù không có bà con gì hết đi nữa, nhưng mà nghe nói là thủ tướng cái đó là chú tôi đó, bác tôi đó, anh tôi đó. Chứ còn có ai mà nhận cái người ăn mày ngoài đường kia là con tôi bao giờ sợ lắm. Sợ cha tôi. Thật ra cha tôi thì ăn xin mẹ tôi ăn mày. Còn con tôi nữa thì xì ke. Ai dám nhận cái này là hạ liệt. Nghèo đói bệnh hoạn, xấu xí ngu dốt, hung dữ. Trong năm cái này là hạ liệt. Nhưng mà đối với cái hạng người này đó, sự thật đó, nếu mà ta muốn làm quen với họ, làm quyến thuộc với họ vậy đó. Nên ta muốn tới thăm một ông thủ tướng thì nó khó chứ. Thăm ông thủ tướng này thì khó. Nhưng mà bây giờ để chúng ta muốn thăm người ăn xin thì được quá dễ. Cái này vậy, mấy Phật tử làm thử xem. Giờ ra ngoài kia đó, thành ra thấy ai mà ngồi xin hả?
Cho nên Đức Phật ý nghĩa là cởi chuỗi ăn lạc, mặc áo thô rách, cầm đồ bóng phân là nói đấy. Khi mà muốn giáo hóa chúng sanh, muốn làm hạnh Bồ Tát đó, đi vô chỗ này dễ hơn. Tại vì thường mình cao mà xuống sống với thấp đó, thì cái này dễ hơn. Còn mình thấp đó, mà muốn trèo lên cao thì cái này khó lắm. Tại vì người trí không bao giờ ai làm được việc đó. Thế nên thầy không thích làm quen với thủ tướng, không thích làm quen chủ tịch, không thích mấy cái này đó. Nhưng mà làm quen với người nghèo, người khổ, người dốt, người dở này nè, thì lại thấy vui hơn. Tức là họ dễ thương mình hơn, dễ quý trọng mình hơn. Tất cả đều bỏ rơi họ hết. Mà mình giang tay ra đó, mình tiếp đón họ đó, thì họ rất là thương. Họ rất là thương. Cho nên đó, từ cái chỗ này dễ gieo vào lòng họ ý niệm tốt. Nhưng mà đa số những người ta thích làm như này. Người ta thích làm quen với những ông lớn thôi, chứ không thích làm quen với ông nhỏ. Cái này là sự thật. Cho nên đạo tràng của chúng ta đây đó là không có ông lớn nữa, mà toàn là ông nhỏ thôi. Hầu hết là ông nhỏ. Nhưng mà những cái ông nhỏ này họp ra lại đó, chúng ta cũng đơn giản là một cái sức mạnh. Và đây ngày nay là một sức mạnh của quần chúng. Cho nên mấy ông lớn họ cũng để thầy một phần là đi để cái sức mạnh của chúng này. Ông lớn để thầy thế là để cái quần chúng này. Đây là quan trọng. Cho nên tất cả những cái con người bình thường nhưng mà họ trở lại đó là trở thành phi thường. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài đi tu đó, Ngài tự hạ thân xuống đi khất thực, tức là ăn mài. Nhưng mà khi Ngài tập hợp hết quần chúng xong rồi đó, thì hết tất cả vua chúa ở xưa rồi bây giờ đó, là đều phải quy y với Đức Phật, tức là phải để Đức Phật. Để cái gì? Tức là để cái hậu thủ của Đức Phật, cái quần chúng. Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta là thế. Đây là người hạ liệt cũng có thể làm được chứ. Cho nên đây thầy xếp cho cái hạng hạ liệt đó. Hạ liệt chứ đâu phải là cái hạng trên đó. Tại cái hạng trên là gì? Sanh ra dòng họ cùng dung sắc tương tốn trí huệ đều đầy đủ. Mà thầy đâu có cái nào đâu. Cho nên dòng họ là dòng họ ở hướng tầng B. Thế dòng họ của thầy là như vậy. Tức là ở dòng quê, ở nhà quê, nghèo. Cái này thực chất dòng họ là đã như vậy. Còn dung sắc thì sao? Thanh ra hồi nhỏ đó, là đi chăn trâu đó, nằm dưới bùn đen thui nhớ như cục đất vậy. Ai để ý tới đâu? Thì như vậy không phải là con thui. Cho nên từ ở dưới cục đất này nữa mà lên. Cho nên có người họ nói cho nên là thầy là Bồ Tát từ địa dũng xuống. Bồ Tát từ địa, tức là từ dưới đất trung lên. Sao nó trên nhà quê không ai biết gì hết. Đó, nhưng mà tự rồi lên làm pháp sư. Tự nhiên làm pháp sư, tự nhiên làm trưởng ban hành pháp là trưởng. Cái này từ đất trung lên. Chứ còn đó, người ta là phải có dòng họ đàng hoàng, cha nó làm cái này, mẹ nó làm kia, rồi bây giờ là nó rồi để lên được. Cho nên Ngài có hiện đó là dòng họ và dung sắc cái này tương tốt và trí tuệ. Nhưng mà không có. Thì như vậy là hạ liệt. Nhưng mà hạ liệt muốn trì kinh này mà không có thầy tận tình chỉ giáo. Thế nên mình cái thân phận như vậy đó mà ai lại chấp nhận được mình? Ai chấp nhận mình đây? Cho nên đi lang thang khóc miệng đất nước. Thế nên thầy đi tu là như vậy chứ. Đi hết chùa này sao tới chùa kia? Đi tới đâu cũng như vậy thôi. Đó là trình bước. Nhưng mà đọc cái câu này rất thấm thiết cho mình. Mà thực lòng có muốn tu không? Tức là muốn chứ. Tức là muốn tu thiệt. Muốn tu thiệt mà ai vô mình đấy? Tất cả những người khác họ đi vô chùa, họ được thầy trụ trì trọng dẫn hay sao? Thế đây một là con nhà giàu. Thầy thấy cái này rồi. Thế nên con nhà giàu mà đi tu thì cái trường hợp
dù đó là thật điều đó, nhưng mà ông thầy phải để mặt nó, nếu mà không để mặt nó thì mẹ nó cũng được. Nhưng mà những cái ông điều như vậy thì thấy là hư hết. Ông điều này là hư, ít có tu được. Cho nên cực khổ chút đó là nó bỏ nó về. Còn cái trường hợp đó, thầy chỉ có một con đường thôi. Chỉ có một con đường đi tới thôi, không có được đi, đi lùi. Cho nên không về. Cho nên đi tu cũng không về nhà. Một con đường thôi. Mà chính cái chỗ này là chuyện thành công. Cái này là hạ niệm. Mà hạ niệm đó thì không có thầy tận tình gì hết. Nó không có thầy. Tại vì đó, nếu mà cha mẹ gửi ông đạo vô chùa tu mà cha mẹ thường tới lui thăm viếng cúng dường thì thường hợp ông thầy ông tận tình dạy. Còn cái ông này trong sông lạc chợ vô đây thì ông không buồn quan tâm đến gì nữa. Cho nên chỗ mà tận tình chỉ giáo cái chỗ này, cho nên chỗ tận tình và chỗ không tận tình thì khác. Nên phần lớn thầy hồi nhỏ đi tu học kinh là học qua ông đạo khác thôi. Thế nên ông thầy ông dạy ông đạo này cũng dạy mình đúng. Nhưng mà giờ dạy ông đạo này rồi lúc bây giờ ông đạo này dạy lại. Dạy lại thầy. Thế nên học nó không như vậy. Nhưng mà còn được chút xíu nữa là trời Phật cho có cái thông minh. Cho nên nghe nhớ liền. Thế nên là sự thật trong cuộc sống. Chứ còn học không trực tiếp. Chỗ này không có thầy tận tình dạy, nhưng mà nhờ. Rồi lúc bây giờ nếu xong, nhớ tới câu này. Đối trước tâm bảo phát nguyện trì kinh. Ta đã đối trước tâm bảo phát nguyện trì kinh. Không ai dạy, không ai chỉ, không ai muốn chơi với mình. Thì lúc bây giờ mình biết cái thân phận của mình rồi, cũng không gần gũi không, không kết bạn mà không chơi với ai. Ta chỉ lo tu hành thôi. Cho nên lúc đó, đó là thầy thường mỗi ngày là lại một thời nhân trong nền tánh lại để chính ấy. Rồi lại luôn ngủ bất danh Quan Âm để cầu Phật Quan Âm gia bị tới. Lại tới Tam Thiên Phật để cầu gia bị tới. Lại tới Vạn Phật để cầu gia bị tới. Cái này cái chính tu hành của mình. Tại cái lòng thành của mình thì nó cảm động tới trời đất cái điều gì mà. Cho nên tất cả các phật tử khi tu hành, nếu mà ta có quyết lòng thì nó sẽ cảm động, nó cảm động tới trời đất. Mỗi ngày mình lại Phật như vậy, mình hết lòng như vậy, sao lại không thương mình, không giao tiếp với mình. Thành ra kinh nghiệm thầy thì thầy nói, thành ra thầy thấy cái này rất là khó. Nếu mà mình có cái quyết tâm, thành ra có cái quyết tâm tu như vậy đó lâu ngày. Nhưng mà tu như vậy là âm thầm tu. Nên âm thầm tu không ai để ý, không ai biết tới chuyện này. Như ông đạo bình thường. Nhưng mà sau khi công phu kia thì các ông đạo khác đi kiếm chỗ ngủ. Còn riêng về thầy là nghĩ tới thân phận mình cho nên lại Phật cộng gia vị. Cho nên cái siêu tu vào trong cái giờ thiên hạ ngủ đó thì thầy cái này rất mạnh. Tu tập thể thì quan trọng rồi, nhưng mà tu trong lúc họ ngủ là cái này quan trọng hơn. Cho nên khi mọi người ngủ hết rồi đó, lúc đó ta mới thấy cái gì? Phật còn thức. Cho nên có nhiều người đó, họ chờ tối rồi nó Phật ngủ rồi đó, thì kiếm ăn nữa. Nhưng mà thầy có cái cảm giác đó, khi mọi người ngủ hết đó, nhưng mà Phật còn thức. Cho nên Phật còn thức cho nên đó, còn có một mình ta đối diện với chư Phật mười phương, cho nên ta xin cái gì được đó, ta xin cái gì được đó. Cái đấy là sự thật. Mọi người ngủ hết, lúc đó Phật thức. Cho nên Phật còn thức cho nên ta xin được. Hộ pháp tâm thiên còn thức cho nên họ che chở ta, thành ta ngồi ta tu yêu ta. Không có ai quấy rầy ta được hết. Đây là trên cái bước đường. Lúc bây giờ cái gì quan trọng tới đây? Nhờ Phật quang minh và phổ hiện tượng. Nếu mà không có cái đó, các Phật tử tu được. Nhờ Phật quang minh và phổ hiện lực, khi mà chúng ta quyết tâm rồi đó, thì lúc bây giờ ta đạt được hai cái này. Có hai cái này tới thì ta mới tu. Còn không
không có hai cái này tới là không tu được. Thế nên Phật quan minh là cái gì? Tức là tự nhiên cái đầu chúng ta sáng lên. Cái Phật quang minh ấy, tức là Phật phóng quang vào trong đỉnh đầu chúng ta, cho nên nó dùng cái đầu chúng ta nó sáng ra. Cho nên nó sáng ra để chúng ta hiểu, chúng ta thấy được những cái điều bình thường ta không bao giờ hiểu, không bao giờ thấy. Thế nên trên bước đường tu quan trọng nhất là ta hiểu được, ta thấy được những cái điều mà ta chưa bao giờ thấy một cách bình thường. Cái này là Phật quang minh. Và phổ hiện lực gia vị đó cho ta được đó, tạo cho chúng ta có sức mạnh kỳ diệu. Thế nên có những lần mà cái tấm lòng trí thành như vậy và đọc kinh đó, thấy nó say mê, nó không biết mình, không biết buồn ngủ. Thế nên lại Phật liên tục luôn cả 300 lại mà thầy thấy vẫn khỏe mạnh bình thường. Thế nên khi mình lại xuống, mình có cảm giác như là ai đỡ mình xuống. Khi mình đứng dậy là chỉ có người đỡ mình lên, có ai có cái này không? Lại luôn 300 lại mà không thấy mệt. Khi đó thầy lại còn Phật, thầy nhận ra mình cái gì? Cho nên cái này là gì? Tức là phổ hiện lực cho việc đỡ, tăng lượng cho chúng ta. Bình thường ta đâu làm nổi. Nhưng mà bây giờ đó, ta lại luôn 300 lại như vậy mà ta không thấy mệt, ta không thấy đổ mồ hôi cái này nào. Nên từ đó về sau đó thì thầy lại Phật không thấy mệt mỏi và không đổ mồ hôi nữa, thì lúc bây giờ đó mới nhận ra phổ hiện lực gia vị đó. Cái đây là cái điều mà lạ trong cuộc sống, ai có tu có kiểm chứng. Và cái khi đó chúng ta đọc kinh đó, chúng ta thấy nó sáng ra. Thế nên từng trang kinh nó sáng ra đối với ta, chứ không phải là gáp dài buồn ngủ mà chưa đến. Thế nên Phật quang minh rọi tới, cho nên kinh sáng ra đối với ta, phổ hiện lực gia vị tới, cho nên ta không biết mệt mỏi. Hai cái này có của chúng ta thì chúng ta tu được. Còn nếu thiếu cái này tu được, mệt mỏi, bệnh hoạn, buồn ngủ thì cái